Ok, xin chào tất cả các bạn. Chiều hôm nay tôi sẽ live stream với tất cả chúng ta để cập nhật một cái tương lai của ngành kinh doanh online và tương lai của cái thương mại điện tử tại Việt Nam cũng như thế giới với sự cập nhật rất là lớn của Facebook Shop. Thì những cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Thì xin mời ạ, chúng ta vào trong live và để chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi. Chúng ta chờ một chút xíu để những cái người vào sau họ có thể biết được cái like này để họ vào chương trình các bạn nhé. Ok, nếu các bạn nghe được tiếng của tôi thì có thể để comment số 1 cho tôi biết được không ạ? Bởi vì như vậy thì tôi biết là âm thanh mọi thứ đang rất tốt. Hãy comment số 1 cho tôi biết được không ạ? Rồi, chúng ta hãy comment số 1. Ok, cảm ơn Uyên. Ok, chào Uyên. Lâu rồi chưa gặp em khỏe không? Ok, nếu chúng ta vào trong live này rồi thì comment số 1 cho tôi biết âm thanh và hình ảnh tốt để tôi có thể bắt đầu chương trình chiều nay được không ạ? Hãy cho tôi biết là âm thanh và mọi thứ nó ok. Ok, chiều ngày hôm nay chúng ta với chủ đề là tương lai của thương mại điện tử hay tương lai của ngành kinh doanh online bán hàng tại Việt Nam với sự cập nhật rất lớn của Facebook Shop mà ngày hôm qua Mark Zuckerberg là CEO của Facebook ông ta đã live và tôi hôm nay là cái buổi tổng quan tôi review lại cho tất cả chúng ta những người đang kinh doanh online, những người đang bán hàng online, những người đang có một cái shop ở trên nền tảng Facebook và các nền tận mạng xã hội khác. Thì làm thế nào để chúng ta tận dụng vào làn sóng này với Facebook Shop để chúng ta tạo ra cuộc cách mạng mới trong ngành kinh doanh và bán hàng online. Chủ đề ngày hôm nay rất là thú vị, cho nên là chúng ta hãy đặt câu hỏi bên dưới này cho tôi biết. Đặt câu hỏi để cho tôi biết là gì ạ? Là các bạn quan tâm gì về cái tương lai của ngành thương mại điện tử cũng như là tương lai của ngành kinh doanh online, đâu là xu hướng rõ ràng trong 6 tháng tiếp theo và bạn được lợi gì trong cái việc cập nhật của Facebook Shop mới này? Hãy để lại cho tôi biết comment và đặt câu hỏi đi để chuẩn bị chúng ta bắt đầu giao lưu bằng cách là tôi cập nhật trước cái thông tin của Facebook trước, sau đó bạn sẽ theo dõi, sau đó chúng ta sẽ làm gì ạ? Động tác đó là chúng ta sẽ hỏi đáp Q&A được không? Ok, bạn
Nghe rõ tôi nói đúng không nào? Ok, Uyên, anh còn nhớ em mà. Em thực ngày xưa làm với Thỏ Vọ đúng không nào? Ok em. Rồi, bây giờ bạn chuẩn bị đặt câu hỏi đi ạ. Chúng ta chờ khoảng 1 phút nữa cho vào đông đủ rồi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi và nghe tôi trình bày về cái Facebook Shop và tôi cập nhật tính năng mới. Tôi cá là những cái anh chị mà có mặt ngày hôm nay rất là tốt bởi bạn là một trong những cái người Việt Nam đầu tiên được nghe cập nhật rõ ràng nhất về Facebook Shop và tương lai của ngành thương mại điện tử cũng như tương lai của việc mà đi bán hàng online như thế nào, sự thay đổi ra sao và bạn được lợi gì và bạn có cái tiềm năng gì và thách thức và cơ hội gì được không ạ? Đó là lý do tại sao bạn có mặt đúng nơi đúng thời điểm ở đó. Nếu như bạn muốn ai nghe cái like này thì bạn có thể làm gì ạ? Tag và share cái like này về tường để chúng ta lưu lại video clip cũng như là tag cái bạn bè muốn vào nghe cái chương trình này. Ok. Hãy vào để lại comment đi ạ. Ba mươi giây chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chủ đề ngày hôm nay là tương lai của người bán hàng online khi Facebook Shop cập nhật. Chúng ta vào và chào nhau và đặt câu hỏi để tôi bắt đầu chia sẻ và sau đó thì chúng ta sẽ đi qua cái phần hỏi đáp được không nào? Ok, các bạn vào chào nhau và chúng ta sẽ bắt đầu hỏi đáp nhé. Và tôi trình bày trước, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu hỏi đáp. Ok, hình ảnh và âm thanh sáng sủa hơn rồi. Ok, nếu bạn thấy cái thông tin ngày hôm nay rất là bổ ích thì có thể share về tường của mình đi ạ, để có thể xem lại cũng như là mình có thể tag bạn bè mà mình muốn người ta nghe cái chương trình này vào nhé. Ok. Ok, nào chúng ta sẽ bắt đầu chương trình live này. Rồi, tôi cập nhật một số cái thông tin mà
những người bán hàng online, những người đang kinh doanh online, những người đang mở shop ở trên tất cả các nền tảng platform như là Tiki, Lazada, một số cái mảng như là gì ạ, Shopee hay là Sendor chẳng hạn, thì chúng ta phải để ý đến cái ngày hôm nay, bởi vì tôi đang cập nhật cái xu hướng. Bởi vì khi các bạn theo xu hướng á, thì các bạn sẽ có thể làm chủ cái cuộc cách mạng này. Và những cái công nghệ mà ra đời mới thì nó giúp cho cái gì anh chị biết không ạ? Nó giúp cho chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ có được cái lợi thế hơn với tất cả những người khác. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cập nhật được cái thông tin công nghệ mới. Đó là lý do tại sao tôi nói với bạn là công nghệ rất là quan trọng, và nó làm khi bạn làm chủ được cái công nghệ thì bạn sẽ thành công hơn người khác. Rồi, tôi sẽ cập nhật những tính năng mới của Facebook Shop trong ngày hôm qua nó ra đời trước, sau đó chúng ta sẽ từ đó để đặt câu hỏi các bạn nhé. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ coi những cái cập nhật của nền tảng Facebook mà tôi có chia sẻ cho bạn biết. Đó là chúng ta sẽ thấy cái nền tảng này á, đó là trong tương lai những cái cập nhật sau đây bạn phải để ý. Chúng ta phải để ý nha. Rồi, chúng tôi sẽ share cho bạn coi cái cập nhật đầu tiên. Cập nhật đầu tiên. Đó, cái cập nhật đầu tiên. Rồi. Cái cập nhật đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái cập nhật rất là quan trọng, đó là chúng ta có thể cái Facebook Messenger của chúng ta thì ở trên này sắp tới thì bạn có thể được cập nhật, đó là chúng ta có thể tạo ra đơn hàng ở trên này luôn. Chúng ta bạn bạn thấy cái ảnh mà tôi show ở trên này á, đó là chúng ta sẽ cập nhật được cái khi mà họ vào cái shop của chúng ta ở trên Facebook hoặc Insta hoặc WhatsApp rồi á, đó là ba cái nền tảng của Facebook hiện nay. Thì bạn thấy cái hệ thống chatbot của Facebook Messenger hoạt động rất là hiệu quả, hoạt động cực kỳ hiệu quả. Đó là sao? Đó là khi có một người quan tâm cái sản phẩm đơn hàng của bạn thì ngay lập tức, bạn thấy là ngay lập tức làm sao? Ngay lập tức đó là họ sẽ vào cái chatbot của Messenger, và lúc đó người ta sẽ hỏi cái thông tin về cái đơn hàng đó, và ngay lập tức nếu như mà khách hàng mua thì bạn họ có thể là mua bấm cái nút buy now, bạn thấy cái nút buy now ở giữa không nào? Đó, hoặc là add to cart hoặc là buy now, tức là mua ngay. Sau đó mua xong thì cái hệ thống sẽ tự động giúp cho chúng ta biết đó là cái đơn hàng của chúng ta sẽ được tạo và nó kết nối với nhà vận chuyển. Và trong tương lai nếu như khách hàng của chúng ta thanh toán bằng PayPal hoặc thanh toán bằng Visa thì nó sẽ tự động thanh toán luôn và bạn sẽ có nhận được tiền luôn. Như vậy thì tăng hiệu quả trong việc chốt đơn hàng đúng không nào? Nhưng mà nếu như trong tương lai Việt Nam mà Visa nó không mạnh để có thể kết nối với tất cả những cái người mua hàng thì có thể là những cái Facebook sẽ cập nhật hợp tác với rất tất cả những cái đơn vị mà thanh toán hiện nay, ví dụ như Momo, Zalo Pay đúng không nào? Momo, Zalo Pay hoặc là gì ạ? Là VN Pay, rất là quan trọng như vậy. Đó là cái cập nhật mà tôi muốn muốn chia sẻ với các bạn. Và cái cập nhật thứ hai của nó rất là khủng khiếp hơn. Đó là cái cập nhật ok hơn, đó là làm gì ạ? Cập nhật đầu tiên đó là cập nhật trong Facebook Messenger. Cái cập nhật thứ hai mà bạn ghi vào, bạn hãy ghi vào cái cập nhật thứ hai này nha. Đó.
nói với bạn là cái điều đó nó hay ho như thế nào nhé. Rồi đó là cái cập nhật mà bạn thấy. Tôi cho bạn cái cập nhật thứ ba, bạn ghi vào cập nhật đầu tiên, đó là cập nhật về là Facebook Messenger của bạn có thể tạo đơn hàng, tạo vận chuyển và có thể note khách hàng đó thông tin như thế nào. Và cái thứ hai đó là bạn có thể bán hàng trực tiếp trên cái live stream luôn, bằng cách là khách tạo đơn, khách có thể bấm là mua add to cart ngay ở trên live stream của bạn. Đó là cái điều tuyệt vời phải không? Và cái cập nhật thứ ba bạn nên ghi vào, cập nhật rất là hay ho, đó là cập nhật liên quan đến đó. À, đây, cái cập nhật tiếp theo mà tôi muốn bạn hãy để ý đó, tôi cho bạn rõ hơn nha. Đây, giác thú vị hơn, bởi vì cái gì ạ? Bởi vì chính cái tính năng này mà làm cho cái việc chốt đơn hàng của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Chốt đơn trở nên tuyệt vời hơn. Nếu bạn đang ở trong livestream của tôi, bạn có thể comment cái từ là chốt đơn. Chốt đơn rất là quan trọng. Cái từ chốt đơn có nghĩa là chúng ta sẽ gia tăng được tỷ lệ chuyển đổi trong việc chốt đơn khách hàng các bạn nhé. Và thêm nữa, tôi sẽ cho bạn coi những cái cập nhật mà nó tuyệt vời hơn. Đây là cập nhật thứ ba này, cập nhật thứ ba này. Đây, đây là cái cập nhật thứ ba nha. À, chúng ta có thể tạo một cái shop ở trên ở đâu ạ? À? Ở trên Facebook Fanpage. Và cái shop này nó có thể kết nối các đơn vị giao hàng, đơn vị thanh toán, đơn vị vận chuyển. Như vậy thì bạn chỉ cần tải tải cái sản phẩm lên, cập nhật giá, cập nhật promotion, cập nhật cái gì ạ? À? Cái tính năng sản phẩm, và bạn có thể cập nhật lên ở dạng hình ảnh hoặc là quay video lại để giới thiệu cái sản phẩm này ở dạng video, giống như bán hàng ở trên TikTok vậy đó. Thì làm cho cái gì ạ? À? Nó làm cho cái việc mà bạn thấy nó làm cho cái việc mà kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, và bạn không cần phải biết quá nhiều về tạo một cái website như thế nào, bởi vì Facebook Shop bây giờ nó tương ứng với một cái website vậy đó, đúng không nào? Đó, điều đó rất là tuyệt vời. Đó là cái cập nhật thứ ba, bạn ghi vào đây là cập nhật thứ ba của tôi. Cái này là cái cập nhật thứ ba đúng không nào? Vậy thì cái cập nhật lớn nhất thứ tư nữa mà tôi muốn chia sẻ cho bạn, một cái thứ
gì? Kết nối đơn vị vận chuyển, sau đó làm gì nữa ạ? Và chúng ta nhận được tiền, chúng ta giao hàng, đó là điều tuyệt vời đúng không? Và nó làm các bạn nha. Thế thì nếu như cái cập nhật lớn nữa là gì, mà để tôi review cho bạn coi cái cập nhật lớn nữa mà chúng ta có thể biết được tuyệt vời đó là gì nào. Tôi muốn bạn là xem cái clip này nhé. Cái clip này rất là quan trọng và clip này nó giúp cho chúng ta làm sao ạ, giúp cho chúng ta có thể hình dung được là trong tương lai OK, chúng ta sẽ coi cái clip này nha. OK. I'm Allison. And I'm Jamie. And we're the owners of Ink Meets Paper. We're a letterpress and paper goods company. We print on antique printing equipment, and we're really big proponents of the handwritten note. The shift to selling online, especially in the light of what's happening now with COVID-19, I think is absolutely vital. And I think businesses, small businesses, all businesses, recognize the importance. Facebook and Instagram represent one of the biggest ways that we visually communicate our brand to our audience and connect with them. Being able to highlight products that are in those shots just makes it that much easier for people to connect with. So they can see a product that they like, they can touch that product and add it to their bag right there. So it really is a true shopping experience. The process of setting up our Facebook shop went really smoothly. It's very well designed. Adding products was quite straightforward. They've got a great UI to simply add products one by one or import products through an XML file straight from our e-commerce site, which really helped us get a fully fleshed out store.
One of the features with Facebook Shops was the ability to set up collections. It allows us to kind of be a collection going that is kind of new and fresh, so when our customers pop over, that they're seeing a constant update of new products. I think it's so helpful to be able to set up Facebook and Instagram shops at the same time. You know, Facebook and Instagram have allowed a lot of humanity in this experience as we've connected with our customers, because we can't see them or hug them or shake their hands when they come into our store, but we can speak to them and speak to the real just human nature of what's going on and where we all find ourselves. Trải nghiệm sản phẩm á, trở nên nó làm sao ạ, nó tuyệt vời hơn. Bởi vì khi mà khách hàng dùng cái kiếng VR để đeo vào á, thì người ta sẽ trải nghiệm sản phẩm ở dạng 3D, 4D, và lúc đó người ta có thể cảm nhận cái feeling của sản phẩm tốt hơn và tăng tỷ lệ experience, tức là kinh nghiệm với trải nghiệm khách hàng hơn. Và cái trải nghiệm khách hàng lớn thì người ta sẽ tăng cái việc quyết định mua hàng nhanh hơn, chốt deal nhanh hơn, chốt đơn nhanh hơn. Thì mục tiêu của cái việc Facebook bây giờ kết hợp Facebook Shop và VR để làm cho tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Và mục tiêu của ông chủ Mark Zuckerberg tạo ra đợt này, bạn biết làm gì không? Để giúp các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp SME, các shop bán hàng online nhỏ, thay vì chết vì đại dịch Covid-19 thì sẽ được bùng lên thông qua cái công cụ này. Bằng việc bạn không biết gì về công nghệ, bạn chỉ cần set up một cái shop bán và bạn kết nối vận chuyển, kết nối với thanh toán là bạn có thể bán hàng khắp mọi nơi, everywhere, every time. Như vậy bạn tăng cái tỷ lệ đơn hàng, bạn chốt và bạn tăng doanh thu. Và mục tiêu của Facebook không phải bán cho tất cả các công cụ này đều là miễn phí các bạn nha. Thế một số người hỏi tôi là thế thì Facebook kiếm tiền từ đâu? Facebook nó tạo ra sân chơi cho những người chơi trên Facebook này, và mục tiêu của nó là bán hàng, bán cái quảng cáo cho những cái shop. Ví dụ bạn muốn tiếp cận nhiều khách hàng hơn thì bạn bỏ tiền pay quảng cáo nhiều hơn, thì mục tiêu của nó là cho bạn kiếm được nhiều tiền. Thì nhiều tiền rồi thì chúng ta sẽ pay cho Facebook, chúng ta trả Facebook một ít để chúng ta chạy quảng cáo, tiếp cận càng nhiều khách hàng hơn. Và khi mà bạn quảng cáo được nhiều khách hàng hơn thì bạn sẽ tiếp tục chi cho nó nhiều hơn. Mục tiêu của họ là tăng doanh số quảng cáo, tăng cái hầu bao chi của bạn cho Facebook. Bạn hiểu không nào? Điều đó nói lên một điều rằng là bạn giúp cho bạn bán hàng thành công thì bạn sẽ chi quảng cáo cho nhiều hơn. Và như vậy nó giúp cho cái việc công việc mà bán hàng online cho bạn trở nên thuận tiện hơn, đúng không? Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Và một cái cập nhật tiếp theo mà tôi muốn bạn hãy chú ý nha. Đó, bạn hãy chú ý và tôi share cho bạn cái này. Đây là một cái bài phân tích giới thiệu bằng tiếng Anh, nhưng mà bạn có thể bấm ở dạng dịch ra tiếng Việt. Đó là giới thiệu cả Facebook Shop cho doanh nghiệp bán lẻ như thế nào trực tuyến ha. Thì tôi đã có review 5-6 cái cập nhật mới cho bạn rồi đó. Nhưng mà hãy để ý một điều là gì ạ? Facebook Shop này, đây, những cái tính năng mà tôi vừa chia sẻ bạn, tôi là cập nhật ở trên này. Đó, bạn có thể đọc bài viết này. Tôi có thể gửi đường link này cho bạn để bạn đọc chi tiết bài viết này nha. Đó, và trong vài ngày tiếp theo thì Facebook Shop đã chính thức cập nhật ở trên các cửa hàng fanpage. Tôi sẽ giúp cho các bạn bằng cách tôi quay lại video để giúp cho những người đang kinh doanh biết được làm cái này. Và tất cả các chương trình của tôi share ra mục tiêu là chia sẻ cộng đồng, không bán hàng, không có tuyển dụng, chỉ chia sẻ cộng đồng mà thôi. Tại sao tôi làm điều tiêu biệt như vậy? Bởi đơn giản thôi, bây giờ cũng rảnh, Covid xong cũng rảnh không biết làm gì, hay thì thấy cái gì hay share ra cho mọi người, và biết đâu giúp được ai đó có thể kinh doanh thành công, kiếm được nhiều tiền là tốt, đúng không nào? Và hãy nhớ rằng Facebook và Instagram đều là những cái điều tuyệt vời. Đó. Hãy nhớ như vậy, Facebook và Instagram. Đây.
Ok. Điều đó rất là quan trọng đúng không? Vậy thì ngày hôm nay tôi đã cập nhật cho bạn 6 cái sự thay đổi rất lớn của Facebook Shop, 6 cái sự thay đổi rất lớn. Đó. Những ai đang ở trong livestream của tôi thì đã được cập nhật 6 cái thay đổi rất là lớn, 6 cái thay đổi cực kỳ lớn của Facebook Shop ở trong tương lai. Nếu như bạn không biết những cái thay đổi này thì bạn sẽ bị lập bỏ, và đối thủ cạnh tranh của bạn đã làm và biết điều này thì họ sẽ hơn bạn. Cho nên bạn hãy ý là bạn phải là làm sao đó để bạn có thể cập nhật nhanh hơn. Bạn biết không, thời điểm này kinh doanh thành công hay không là do tốc độ nhanh hơn hay không. Bạn hãy nhanh hơn đối thủ cạnh tranh, bạn hãy nhanh hơn để bạn chớp lấy được khách hàng nhiều hơn. Thì đó là cái điều mà tôi thích công nghệ, bởi vì nó nhanh và nó tạo ra cái speed up, tốc độ, để thời điểm này cạnh tranh với nhau bằng tốc độ. Khi mọi thứ chuyển đến giống nhau thì tốc độ là quan trọng nhất, ai làm nhanh hơn người đó thành công hơn. Bây giờ không phải là cá lớn nuốt cá bé đâu, mà là những người nhanh hơn sẽ nuốt những người chậm hơn. Cho nên giả sử như đối thủ, tưởng tượng như là đối thủ cạnh tranh của bạn biết điều này, dùng Facebook Shop rất là sành điệu, dùng Facebook Messenger sành điệu, dùng thanh toán giao hàng rất sành điệu, chốt đơn rất sành điệu, mà bạn lại không biết livestream và những công cụ này, thì điều gì xảy ra với bạn? Điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra nào? Là bạn sẽ bị bỏ lại, bạn bị gì ạ? Bạn sẽ bị bỏ lại, hoặc là bạn sẽ bị lạc hậu, đối thủ cạnh tranh của bạn làm nhanh hơn và bạn sẽ bị bỏ lại, bạn bị mất đơn hàng, thì điều đó làm cho bạn sẽ mất lợi thế cạnh tranh hơn, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là cái phần mà trả lời những câu hỏi hỏi đáp của chúng ta. Rồi, có một người kinh doanh tên là Long. Cảm ơn bạn Long. Bạn Long đã hỏi tôi là người kinh doanh được lợi gì với cái shop thay đổi này. Thì câu trả lời, Long thân mến, người kinh doanh online sẽ được lợi rất lớn từ cái này. Tôi sẽ điểm vào cho bạn vài cái điểm lợi đó. Điểm lợi đầu tiên đó là những người không biết về website, họ có thể tạo ra một cái shop bán hàng. Những người không biết thiết kế một cái shop ở trên Shopee, Lazada hay Tiki thì họ có thể tạo ra một cái shop bán hàng ở trên Facebook luôn. Thì điều đó có nghĩa là gì ạ? Các trang thương mại điện tử Việt Nam như Lazada, Tiki, Shopee sẽ phải té khói, sẽ phải chi tiền nhiều hơn, đốt tiền nhiều hơn. Còn những bạn biết tận dụng Facebook Shop thì thành công hơn. Bởi vì sao ạ? Bạn biết không, Facebook là đã có sẵn ở trên đó khách hàng rồi. Nhiệm vụ của bạn là chỉ cần đăng tải các sản phẩm lên trên Facebook Shop, và bạn sẽ có lợi, đó là bạn sẽ không cần phải quá nhiều kỹ thuật để đưa lên Facebook Shop. Bởi vì trên Shopee, Lazada hay Tiki có thể bạn gặp khó khăn trong việc đưa gian hàng lên, nhưng mà Facebook Shop người ta hiểu người dùng hơn, bạn đưa lên dễ dàng hơn, thân thiện hơn, và nó kết nối với đơn vị vận chuyển và giao hàng và thanh toán ok trên một nền tảng, và chốt đơn trên một nền tảng. Và nếu như bạn tạo ra công cụ bán hàng livestream thì chốt đơn trên một nền tảng trọn gói, khép kín luôn. Thì người kinh doanh rất có lợi là sẽ không tốn gì cả, và bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn thì bạn chỉ cần chi cho Facebook một ít để chạy quảng cáo, ra đơn nhiều hơn, vòng lặp đó cứ tiếp tục như vậy. Cái đó gọi là good cycle, là vòng tròn tốt cứ lặp đi lặp lại như vậy, Long nhé. Cho nên người kinh doanh được lợi rất là lớn đó. Cảm ơn Long đã hỏi câu hỏi rất tuyệt vời. Ok, có một người có tên là Lê Hải Nam. Lê Hải Nam thân mến, vậy thì Facebook kiếm được tiền ra sao? Thì câu hỏi này rất là ngây ngô. Facebook nó bản thân của nó là một cái platform nền tảng, social platform nền tảng mạng xã hội. Thế thì làm sao mà nó kiếm tiền từ đâu? Gọi là bán quảng cáo. Bạn biết không, nó tạo ra công cụ cho bạn bán quảng cáo, công cụ cho bạn bán quảng cho để họ bán quảng cáo. Bạn là người lên đó để kinh doanh và để chia sẻ, và họ khi mà bạn bán được nhiều hàng hơn thì bạn lại muốn nhiều khách hàng hơn, và như vậy thì bạn phải chi quảng cáo cho nó. Thì có phải là bạn chi cho Facebook nhiều hơn, đúng không? Thì Facebook phải tạo ra cái công cụ, tạo ra sân chơi để việc kinh doanh buôn bán phải nhộn nhịp hơn. Thì như vậy thì người ta mới có động tác là chi cho Facebook nhiều tiền hơn. Thì như vậy thì sao ạ? Thì Facebook càng nhiều tiền, Facebook càng tạo ra công cụ sân chơi miễn phí nhiều cho nhiều người, cho 3 tỷ người, thì họ lại thu được quảng cáo nhiều hơn. Mục tiêu của Facebook đó là kiếm tiền từ bán quảng cáo cho các chủ shop. Bởi vì tất cả những cái người kinh doanh trên Facebook là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp bán hàng online, thì khách hàng trọng tâm của Facebook vẫn là những người như vậy, những doanh nghiệp SME là doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp bán hàng online. Cho nên bán hàng online mà thì họ phải tạo ra nhiều là gì ạ? Facebook livestream, hay là tạo ra cái gì ạ? Cái room, Facebook room để gọi điện 50 người trong group chat trực tuyến mà miễn phí. Rồi bây giờ là Facebook Shop, rất là nhiều cái sự thay đổi mới cho Facebook trong cái tháng 3, tháng 4, tháng 5 này. Và mục tiêu của họ là bán được nhiều quảng cáo hơn. Mà muốn bán được nhiều quảng cáo hơn thì họ phải tạo ra gì ạ? Nhiều sân chơi hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những người kinh doanh online. Cảm ơn câu hỏi của Nam. Câu hỏi rất là tuyệt vời, đúng không nào? Câu hỏi tiếp theo của bạn Dược. Tương lai
tương lai đi về đâu nếu như Facebook Shop ra đời, tương lai của cái gì ạ? Tôi làm rõ một chút cho bạn Dương là tương lai của ngành thương mại điện tử đúng không? Tương lai của mạng điện tử sẽ đi về đâu? Thì câu trả lời rất là tôi tiên đoán thôi, tất cả không có gì là biết trước được, tôi tiên đoán thôi. Đó là tương lai người ta sẽ xu hướng người ta sẽ lên mạng xã hội để buôn bán, cái đó gọi là social commerce. Bạn ghi cái từ khóa này có tên là social commerce. Đó, social commerce là gì? Là kết hợp mạng xã hội để bán hàng, social commerce. Đó, đây cái từ khóa mà tôi có show up ở trên ở đây, social commerce. Đó là kết hợp mạng xã hội để bán hàng, kết hợp mạng xã hội để bán hàng. Bạn ghi vào kết hợp mạng xã hội để bán hàng được nha. Đó. Thế thì khi mà chúng ta kết hợp mạng xã hội để chúng ta bán hàng, có nghĩa là chúng ta không phải tìm khách hàng nữa, khách hàng ở trên cái nền tảng mạng xã hội rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao để thu hút được khách hàng tiềm năng để chúng ta bán hàng. Cho nên là tương lai sẽ đi về đâu, đó là tương lai của mạng kết hợp giữa nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử. Thế thì những cái đơn vị platform nền tảng mà thương mại điện tử hiện nay như Lazada, Tiki, Alibaba, Amazon có sợ không? Tất nhiên là sợ rồi, bởi Facebook là một cái nền tảng 3 tỷ người và nó đang tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh khép kín. Thì điều có dạy gì đâu nếu như mà bạn biết có dạy không khi mà chúng ta không lên Facebook bán hàng đúng không? Tại sao chúng ta phải lên những nơi nền tảng khác trong khi nó không trọn gói? Trong khi khách hàng của chúng ta chủ yếu ở bạn bè chúng ta, mọi thứ chúng ta ở trên Facebook, tại sao không lên đó bán hàng luôn? Mà Facebook ngày xưa nó không được có cái công cụ tốt, thì bây giờ nó có công cụ tốt thì ngày sau ta sẽ tận dụng Facebook để bán hàng. Điều đó thật là tuyệt vời phải không nào? Đó, social commerce các bạn nhé. Kết hợp giữa mạng xã hội để bán hàng. Thì cảm ơn câu hỏi của bạn Dược. Tương lai của thế thì Lazada, Tiki, Amazon, Alibaba có chết hay không, thì câu trả lời là mỗi ông sẽ có một cái gì ạ, cái chiến lược riêng, mỗi ông sẽ có một thị phần riêng, mỗi ông sẽ có một nền tảng riêng. Nhưng mà đối với bản thân tôi thiết nghĩ rằng Facebook sẽ có cái sự cạnh tranh đáng kể, bởi vì nó sở hữu hai yếu tố then chốt về lợi thế cạnh tranh. Đầu tiên đó là nền tảng có số lượng người dùng lớn, cái hai là công cụ càng ngày càng hoàn chỉnh và hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp SME và những shop bán hàng online càng ngày càng khép kín và người ta không phải đi đâu để tìm công cụ bán hàng. Mà ở trên Facebook bây giờ đã có Facebook Shop, Facebook Fanpage, Facebook Messenger để chốt đơn, Facebook Livestream, Facebook Room để gọi điện, Facebook Shop để tạo gian hàng, Facebook và sắp tới thì Facebook Coin để có thể thanh toán, và Facebook sẽ kết nối với tất cả những cái nền tảng về giao hàng hiện nay, thì nó tạo ra một cái gì ạ? Cái vòng tròn khép kín cho người bán hàng trọn gói trên này. Thì tôi không có tha thiết gì phải đi đâu cả, tôi lên trên Facebook để kinh doanh mà thôi, và tôi có thể lên Instagram để kinh doanh, bởi vì Instagram là mạng xã hội hình ảnh rất là tốt và có thể tận dụng hình ảnh và video để bán hàng đúng không nào? Điều đó thật là tuyệt vời. Đó là cảm ơn câu hỏi của bạn Dược. Rồi. Bạn Dược ha, bạn Tạo có hỏi rồi, có một cái bạn hỏi là Tiki và Shopee có chốt không, thì tôi vừa trả lời xong rồi đó. Tiki và Shopee sẽ yếu đi, tôi cá như vậy, bởi vì Tiki và Shopee bản chất của cái nền tảng thương mại điện tử này là kết nối và tạo shop thôi, chứ còn thực ra thì họ nó không có cái nền tảng người trên này, còn Facebook là có sẵn người rồi, cho nên là chúng ta lên cái nơi mà có cá nhiều hơn, lên cái nơi mà sôi động hơn thì chúng ta sẽ kinh doanh hiệu quả hơn. Tiki và Shopee chỉ là cái đơn vị mà nhận và tải đơn hàng shop lên mà thôi, và người ta phải vào đó để order. Thì bây giờ ở trên Facebook chúng ta cũng thể order được, thanh toán được, giao hàng được, và chúng ta có thể lựa chọn thoải mái, và chúng ta còn có thể nhận được cái coupon ở trên cái Facebook của người chủ bán hàng nữa. Điều đó tuyệt vời cũng nào. Tiki và Shopee sẽ yếu đi, tôi cá như vậy. Còn và muốn thu hút người dùng thì họ phải bỏ tiền quảng cáo nhiều hơn, lại mất tiền nhiều hơn, và lúc đó nó đi vào câu chuyện là bài toán như con gà đẻ trứng vàng, cứ lòng vòng như vậy, và không bao giờ Tiki và Shopee có lời trong ngành thương mại điện tử, bởi vì Facebook đã tạo ra một cái gọi là siêu ứng dụng khổng lồ về mua bán và mạng xã hội ở trên này, social commerce. Cho nên Tiki và Shopee không chết, nhưng có vẻ phải chi tiền hơn và càng ngày càng yếu đi. Đó là cái câu trả lời dành cho đó. Bạn Diễm Trang có hỏi là Tiki và Shopee có chết, tôi vừa trả lời xong rồi. Đó là những cái câu trả lời mà tôi muốn bạn phải để ý trong tương lai. Rồi, thế thì tóm lại trong ngày hôm nay là bạn đó, thực sự là bạn cảm giác hay là bạn thấy cái xu hướng gì đang thực sự tạo ra cái cuộc cách mạng mà bạn phải để ý, và bạn học được bài học gì trong ngày hôm nay nào? Bạn học được bài học gì trong ngày hôm nay để bạn trong tương lai,
bạn có thể cạnh tranh được với người ta. Thế thì bạn được học bài học gì trong tương lai? À. Thế thì cái buổi ngày hôm nay tôi cập nhật và tôi muốn chốt lại một câu, đó là tương lai của thương mại điện tử sẽ đi về ngành social commerce, tức là mạng xã hội có yếu tố bán hàng, và những cái nền tảng bán hàng như Lazada, Tiki, Shopee sẽ yếu dần đi và phải chi tiền nhiều hơn. Và người bán hàng online sẽ biết cách để tận dụng social commerce này, biết tận dụng Facebook Shop này để bán hàng thành công hơn. Trong tương lai thì rất hiệu quả hơn nếu như chúng ta vừa tạo được shop, chúng ta vừa bán được hàng, chúng ta vừa thanh toán trước, giao hàng sau và kết nối với đơn vị vận chuyển, được so sánh đơn vị nào giao hàng rẻ hơn thì chúng ta mua bán trên đó. Và rất nhiều những điều hay ho đang chờ mà chúng ta khám phá Facebook Shop. Và nếu như bạn thấy những điều này tuyệt vời hay, hãy share cái video clip này về tường của bạn để có thể xem lại. Hãy tag những cái người đang kinh doanh online biết về cái xu hướng này. Và từ cá, nếu bạn không biết social commerce, không biết Facebook Shop, không biết cái điều này, không biết đưa gian hàng của mình lên shop trên Facebook, thì tôi cá rằng tương lai của bạn sẽ bán hàng online rất là khó khăn. Và đừng phụ thuộc vào Lazada, Tiki hay Shopee, mà hãy tận dụng cái ngành social commerce, tức là mạng xã hội lớn nhất thế giới và có yếu tố bán hàng này. Và tôi chúc cho những người đang kinh doanh online hiện nay chúng ta thành công hơn, chúng ta cập nhật xu hướng nhiều hơn, chúng ta tạo ra cuộc cách mạng nhiều hơn. Và tôi cá với bạn là nếu bạn thực sự hiểu điều này thì tương lai sẽ thuộc về bạn. Tương lai là những người nắm làm chủ công nghệ, là những người sẽ làm chủ tương lai. Và tôi chúc cho các bạn theo dõi cái live stream của tôi này một buổi chiều hạnh phúc, một buổi chiều đầy thông tin mới, một buổi chiều đầy vui vẻ. Và hãy theo dõi cái kênh của tôi ở trên fanpage cũng như YouTube để bạn có thể cập nhật được nhiều cái xu hướng mới của tôi nhé. Và bây giờ ăn rồi rảnh, tôi sẽ chia sẻ cho bạn những cái thứ hay ho nhất để bạn có thể cập nhật được công nghệ mới nhất. Tôi là người rất yêu thích công nghệ, cho nên tôi chia sẻ những thứ cập nhật công nghệ. Mục tiêu của là tôi giúp cộng đồng biết cách để làm thế nào có tiền nhiều hơn. Còn tôi không có bán hàng hay là tôi không có cái gì ạ, cái tuyển dụng ở đây. Cho nên tất cả những cái buổi chia sẻ của tôi đều mang tính chất xây dựng cộng đồng các bạn nha. Nếu yêu thích tôi hãy like fanpage của tôi, yêu thích tôi hãy share cái live stream này về tường, yêu thích tôi thì hãy tìm kiếm tôi ở trên YouTube, ở trên Postcard, ở trên đâu ạ, Spotify hay là SoundCloud các bạn nhé. Và một lần nữa tôi là Johnny Thông, hãy đón nhận, hãy theo dõi tôi thường xuyên ở trên Facebook để cập nhật những thông tin mới nhé. Có thể hàng ngày có một clip, có thể hai ngày có một clip, có thể liên tục có clip mới nếu như cái cuộc cách mạng về công nghệ thay đổi liên tục chóng mặt. Và tôi thường nghe cái điều này trực tuyến từ những cái người chủ, ví dụ ông chủ Mark Zuckerberg của Facebook, hoặc là tôi muốn nghe cái công nghệ nào tôi phải nghe trực tiếp cái người chủ đưa thông tin ra bằng tiếng Anh. Và nhiệm vụ của tôi là sưu tầm, đọc trước, tìm hiểu, sau đó share lại cho cộng đồng những người mà có thể không có theo kịp được tiếng Anh, hoặc là bạn không có theo kịp cái công nghệ mới phát triển như hiện nay, thì hãy theo dõi kênh của tôi là Cầu Nối. Và tôi sẽ giúp cho bạn cập nhật được công nghệ mới nhé. Và một lần nữa, hãy nhớ đến tôi, đó là Johnny Thông. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.